Ký ức người lính. Đánh lui quân Pháp tấn công Ô Chợ Dừa, Đê La Thành, Giảng Võ, Hà Nội. Trần Quân Lập kể, Đoàn Hải ghi. Giọng đọc Hải Yến. Sau hơn nửa tháng chiến sự nổ ra tại Hà Nội, hình thái xen kẽ cài răng lược đang dần chuyển sang tuyến. Liên khu 1 vẫn trụ giữa nội thành. Bên ngoài các cửa ô, quân ta vẫn vây chặt. Quân Pháp rất cần phá thế bị bao vây, muốn đẩy giãn lực lượng ta, để rồi sau đó tập trung trở lại, tiêu diệt lực lượng ta ở Liên khu 1. Ngày 30 tháng 12 năm 1946, địch đưa 600 quân, 50 xe, có phi pháo yểm hộ đánh ra Khâm Thiên, Hàng Bột, Ô Chợ Dừa. Ngày 31 tháng 12 năm 1946, địch tiến công Kim Liên, dùng xe lội nước, vượt qua Hồ Bảy Mẫu, đánh vào phía nam Kim Liên. Ngày 3 tháng 1 năm 1947, địch mở đợt tiến công ra phía tây, có 700 quân với 7 xe tăng, 10 xe bọc thép, 70 ô tô, đánh chiếm ba trục đường Thụy Khê, Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn. Ngày 6 tháng 1 năm 1947, địch mở tiến công ra phía nam, có gần 1.000 quân với 7 xe tăng, 10 xe bọc thép, xe ủi đất, cùng với pháo binh, máy bay, đánh ra Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, theo hai hướng. Về phía ta, tiểu đoàn 56 chiến khu 2 từ Hà Đông được lệnh điều động tăng cường cho Hà Nội. Ngay từ khi nổ súng, ba đại đội ta trước tăng cường cho các tiểu đoàn 145, 523, 212. Tiểu đoàn 56 với hai đại đội số 2 và số 4, ngày 21 tháng 12 năm 1946, bước vào chiến đấu phòng ngự tại mặt trận Ô Cầu Dền thuộc Liên khu 2. Sau ngày 30 tháng 12 năm 1946, tiểu đoàn được lệnh chuyển sang mặt trận Liên khu 3, thay thế tiểu đoàn 523, đại đội 4 tổ chức phòng ngự ở Ô Chợ Dừa, Thái Hà ấp. Đại đội 4 có cơ cấu chiến sĩ, hầu hết là lính hải ngoại từ Pháp trở về nước sau Hiệp định Sơ Bộ, ngày 6 tháng 3 năm 1946. Anh em cao lớn, khỏe, bắn giỏi, phục tùng kỷ luật, có hiểu biết về lính Pháp nên coi thường chúng, lại được giáo dục chính trị, giác ngộ lý tưởng cách mạng nên nhiều người chiến đấu rất dũng cảm và trở thành đảng viên và cán bộ quân đội. Còn cán bộ chỉ huy trung đội, đại đội đều là hội viên Việt Minh, từng tham gia khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Tuổi đời còn trẻ hơn lính, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, song rất nhiệt tình, phẩm chất đạo đức tốt, nên chiếm được lòng tin và sự mến phục nơi chiến sĩ. Khi ở mặt trận Liên khu 3, sự động viên tinh thần chiến đấu của nhân dân và lực lượng kháng chiến sở tại đối với đại đội 4 là yếu tố đặc biệt quan trọng. Dù rằng dân đã tản cư nhiều, song thường xuyên vẫn còn qua lại. Bà con thấy đồ đạc trong gia đình không bị suy xuyển mất mát nên rất mến phục bộ đội. Lần nào qua lại cũng đem về ủng hộ bộ đội, mớ rau, miếng thịt, quả trứng, trái cây. Trung đội tự vệ chiến đấu, một tiểu đội nữ cứu thương tiếp tế ở Liên khu 3, tăng cường cho đại đội, rất sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không nề hà. Do quen địa bàn nên mỗi đêm anh em dẫn bộ đội đi chôn mìn chiến đấu, cũng gây cho địch nhiều kinh hoàng tổn thất. Về hậu cần, cơm canh nóng được chị em tiếp tế theo đường xuyên tường nhà đưa đến từng chiến hào. Chiến đấu trong mối tình quân dân gắn bó như vậy, anh em chúng tôi càng xúc động cảm kích. Lúc này, đại đội 3 có 3 trung đội bộ binh, 1 tiểu đội hỏa lực, 1 tiểu đội trinh sát liên lạc, vũ khí có súng trường Dóc 3, Dóc 5, tiểu liên xì ten, tôm sơn, gươm, mã tấu, lựu đạn, trái ô bi, đạn trái phá, bom ba càng, chai xăng crep, hiện đại nhất là khẩu trung liên đầu bạc và cối 60 ly. Đại đội bố trí phòng ngự hai bên dãy phố từ chiến lũy Ô Chợ Dừa đến Thái Hà ấp. Bên dãy phải nhà số chẵn có trung đội 2, 3 và đại đội bộ. Các trung đội chia ra từng tổ chiến đấu, mỗi tổ có từ 3 đến 4 người,
chiếm lĩnh các nhà cao tầng, tạo ra các lỗ châu mai, lợi dụng các chướng ngại vật để khống chế đường phố. Di chuyển liên lạc bằng đường xuyên tường các nhà cũng có chỗ bị ngắt quãng trống trải do ao vườn, cũng gặp trở ngại. Trong đó nguy hiểm nhất là khi vượt qua ngõ phố rẽ vào nhà thờ Nam Đồng. Tôi vẫn nhớ nơi này vì ở đây Trung đội trưởng Nguyễn Châu đã trúng đạn hy sinh do bọn Tắc Bọc biệt kích Pháp ẩn náu trong nhà thờ Nam Đồng bắn ra. Những ngày qua, hỏa lực của đại đội được bố trí bảo vệ chiến lũy Ô Chợ Dừa. Dưới chân ụ có các cảm tử quân trực chiến cùng bom ba càng, lựu đạn ô bi và chai cháy. Mờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 1947, quân Pháp tiến công ra phía Nam theo hai hướng, đánh vào Ô Chợ Dừa và Giảng Võ, Đê La Thành, hướng Ô Chợ Dừa. Trên trời, máy bay Bà Già bay dọc theo đường Hàng Bột, Ngã Tư Sở, nghiêng cánh chỉ điểm cho pháo binh bắn vào chiến lũy Ô Chợ Dừa và các vị trí hỏa lực của đại đội 4. Dưới đất, từ đường Hàng Bột, Khâm Thiên, đoàn xe tăng dẫn đầu bắn phá chiến lũy, các ụ súng đặt trên nóc nhà cao tầng và yểm trợ cho xe ủi lao vào phá chướng ngại vật. Đợi xe địch đến gần, các cảm tử quân từ chỗ ẩn nấp xông ra, ném lựu đạn, chai cháy, buộc chúng phải lùi lại. Hỏa lực trung liên, súng cối, súng trường của quân ta đã gây cho địch thiệt hại, đánh lui nhiều đợt tiến công vào chiến lũy. Địch tập trung xung hỏa lực tiến công dãy phố bên trái, nơi Trung đội 1 bố trí phòng ngự. Chiến sĩ Trần Văn Sức từ trên cửa sổ nhà gác bên chiến lũy ném xuống một quả lựu đạn ô bi trúng mục tiêu. Một xe ủi đất bốc cháy, bộ binh địch lao vào đánh chiếm từng căn nhà. Các tổ chiến đấu dùng tiểu liên, lựu đạn, chai cháy, quả đạn đại bác ô bi, mã tấu đánh giáp lá cà với địch từ nhà này sang nhà khác. Quân ta thông thạo địa hình, thoát ẩn thoát hiện, đánh rất trúng, gây cho địch nhiều thương vong. Chính trị viên trung đội, đồng chí Nguyễn Văn Hoan, vừa động viên cổ vũ chiến sĩ, vừa trực tiếp chiến đấu. Chẳng may đồng chí trúng đạn hy sinh. Liên lạc viên Nguyễn Văn Giảng, một hải ngoại quân, đã dũng cảm cõng chính trị viên băng qua đường về đại đội bộ. Đến trưa, địch chiếm được dãy phố bên trái. Lúc này đại đội đã kịp thời điều chỉnh lực lượng. Trung đội 2 được lệnh cụm lại, tập trung chặn địch, đánh tiến sang đường để liên lạc với bọn địch ở nhà thờ Nam Đồng. Trung đội 3 ngăn địch phát triển xuống ấp Thái Hà. Còn địch chủ quan tiến dọc xuống phố Nam Đồng qua những quãng trống, tài thiện xạ của chiến sĩ đại đội 4 đã được phát huy, nhiều tên địch bị trúng đạn gục tại chỗ. Địch phải ngừng lại gọi pháo binh, súng cối bắn chi viện và tổ chức tiến công sang dãy phố bên phải. Mỗi lần địch vượt qua đường lại bị trung đội 2 và trung đội 3 ném lựu đạn, chai cháy, đạn đại bác ô bi. Nhiều tên bị diệt, bị thương, chúng phải dìu nhau tháo chạy. Đến chiều, địch ngừng tiến công, phải rút về Khâm Thiên, nơi xuất phát. Hướng Giảng Võ, Đê La Thành. Cùng lúc tấn công hướng Ô Chợ Dừa, trên hướng Giảng Võ, Đê La Thành, quân Pháp chia làm hai cánh quân. Cánh quân thứ nhất theo đường Hàng Bột, làng Hào Nam, dọc theo Đê La Thành có xe tăng dẫn đầu, đánh vào vị trí trung đội 1, đại đội 2. Trung đội đã dùng hỏa lực bắn chặn, từng bước lui dần về phía ngã tư Giảng Võ. Trên đầu dốc làng Hoàng Cầu đã diễn ra trận đánh giáp lá cà. Quân ta dùng lưỡi lê, kiếm, dao xông ra đánh địch. Tiểu đội trưởng Nguyễn Phúc Lai đã dùng bom ba càng tiêu diệt một xe tăng địch và hy sinh anh dũng. Sau trận đánh, dân làng Hoàng Cầu đã chôn cất nhiều liệt sĩ của ta ở gần cây đa. Hiện nay dân vẫn lập bàn thờ hương hoa tưởng niệm. Cánh quân thứ hai, địch từ nhà Tiền, phố Nguyễn Thái Học, nhà Nam Diệm, phố Cát Linh, tiến dọc đường Giảng Võ, có xe tăng yểm trợ, làm hai mũi. Một mũi triển khai tiến công vào làng Giảng Võ, một mũi tiến thẳng xuống ngã tư, hợp vây với cánh quân thứ nhất. Tại làng Giảng Võ, địch đã vấp phải sự đánh trả quyết liệt của trung đội 2, đại đội 2. Trung đội quyết tử, trung đội cựu binh cứu quốc làng Giảng Võ dựa vào lũy tre dày đặc, các trận địa ụ súng, giao thông hào, ngõ ngách trong làng.
quân và dân giảng võ đã đánh bật ba đợt xung phong đột nhập vào làng của địch, nhiều tên bị chết và bị thương. Mũi tiến công thẳng xuống ngã tư giảng võ diễn ra rất quyết liệt. Đại đội trưởng Vũ Công Định đã trực tiếp chỉ huy trung đội 3 chiến đấu và huy động tất cả lực lượng còn lại của đại đội ra chiến hào. Tiểu đội nữ cứu thương của liên khu 3 phối thuộc cũng cầm súng, dao, kiếm chiến đấu cùng với bộ đội. Hỏa lực trung liên, tiểu liên, súng trường của quân ta cản phá nhiều đợt tấn công của địch. Địch đã phải dùng hỏa lực, pháo binh, xe tăng bắn phá các ụ đất, trận địa hỏa lực, chướng ngại vật trên đường. Nhiều quãng đã diễn ra giáp lá cà, vật lộn giữa ta và địch. Đến khoảng trưa, đại đội trưởng Vũ Công Định bị trọng thương gãy đùi. Biết rằng ta không thể giữ được trận địa, để bảo toàn lực lượng, đại đội trưởng hạ lệnh rút lui. Riêng mình anh ở lại với một số lựu đạn. Tiểu liên bắn cản quân địch và chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Chính trị viên Lê Chí Thực dẫn bộ đội rút về phía Tây Nam. Anh đi cuối bắn yểm hộ. Địch xông lên định bắt sống, anh đập lựu đạn nổ và hy sinh. Những tên địch xung quanh anh cũng tan xác. Bị thương vong nặng, địch phải rút lui về nhà Tiền, nhà Nam Diệm. Đại đội 2 đã chiến đấu rất dũng cảm. Nguyễn Phúc Lai ôm bom ba càng đâm cháy một xe tăng. Đồng chí Nguyễn Phúc Lai năm 1997 được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và được thành phố Hà Nội đặt tên phố Nguyễn Phúc Lai tại đường D. La Thành. Liệt sĩ Vũ Công Định và Lê Chí Thực được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất năm 1947. Làng chiến đấu giảng võ, ba lần đánh bật ba đợt xung phong của địch. Đại đội 2, đại đội 4, tiểu đoàn 56 đã đánh lui quân Pháp tấn công Ô Chợ Dừa, giảng võ, Đê La Thành. Sự chiến đấu quả cảm của Vũ Công Định, Lê Chí Thực, Nguyễn Phúc Lai, Nguyễn Văn, Nguyễn Châu và các chiến sĩ quân nhân, dân quân tự vệ, nữ cứu thương đã làm quân địch khiếp sợ. Lực lượng địch bị tổn thất nặng. 10 ngày sau đó, viện binh 2.000 quân ở Hải Phòng lên, địch mới dám tiếp tục mở các cuộc tấn công ra các cửa ô. Ngày 15 tháng 1 năm 1947, địch từ Ô Chợ Dừa đánh xuống ngã tư Vọng rồi đánh sang ngã tư Sở. Từ Gò Đống Đa đến ngã tư Sở, chúng bị các chiến sĩ đại đội 4 ngăn chặn, bắn tỉa và diệt một số tên. Để bảo toàn lực lượng, đại đội 4 được lệnh vừa đánh vừa lui dần về cầu mới, sau đó rút về tổ chức phòng thủ tại thị xã Hà Đông. Trận đánh ở Ô Chợ Dừa đã đi vào lịch sử. Nghĩ lại, khi đó quân ta chỉ có vũ khí thô sơ, tương quan lực lượng địch ta tựa như châu chấu đá voi. Song ta có cách đánh phù hợp, tận dụng được địa hình, lợi dụng ưu thế nhà cửa đô thị, dựng chiến lũy trên đường phố, kết hợp với bố trí hỏa lực các loại để chặn địch. Đường giao thông liên lạc xuyên tường là một sáng kiến độc đáo trong chiến tranh nhân dân, vừa cơ động đánh địch, vừa bảo toàn lực lượng ta. Cũng do ta đã huy động được toàn dân đánh địch bằng những hoạt động dẫn đường, tải thương, tiếp tế, dựng chướng ngại vật. Đồng thời, lòng dân hướng về chính phủ, hướng về cụ Hồ, trên dưới một lòng, sẵn sàng tiêu thổ kháng chiến, không chịu mất nước. Đó là những yếu tố vô cùng quan trọng, đảm bảo đi tới thắng lợi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.